Xin chào cả nhà, vị chú đang có mặt tại Grand Canyon, một điểm đến không thể nào bỏ qua tại tiểu bang Arizona, rất là đẹp. Sẽ có 3 điểm đến và cái tiền phí vào là 35 đồng cho một vé, một vehicle nha, một xe đi vào. Số lượng người không ít. Đó là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Đáng nữa sẽ ghi lại những ảnh của các bạn xem. Đây là đường lên núi Canyon. Ngày á, cái vé là cho mình ở 7 ngày luôn. Trong này nó có cái sàn trong này không ta? Chắc có gì. Con không biết, nhưng mà người ta có thể ngủ lại đi camping á. Camping. Cái nào tổ chức đi camping ở đây 7 ngày luôn. Dạ, yeah. Cái nào mà cá. Cái nào đi camping có lý. Đúng, mang theo leo. Đẹp quá. Mang theo mấy cái tên á. Cái đều mấy cái tên là dịch chưa? Đó, đồ uống thôi, 7 ngày. 7 ngày mới đi chinh phục được giai đoạn Canyon. Mấy cái núi này đâu có bằng ở bên chỗ con được. Không, đi vô sâu nữa mới đẹp. Cứ ăn thôi, cứ trong á. Rồi, đây rất là đẹp, rất nhiều. Đi xuống trong mới thấy sự hùng vĩ. Giờ mình bây giờ bắt đầu. Mình nằm ở đây. Mình bắt đầu từ bên ngoài vô trong thôi. Đây nó có suối quá. Xin chào cả nhà, vị chú đã có mặt tại Giant và mình sẽ đi bộ lên một mount để lên đỉnh các bạn và cùng chiêm ngưỡng. Đây là một số cái hướng dẫn từ đây, mình đang ở đây ở Calot Canyon Viewpoint, thì mình lên khoảng một mount.
À, bây giờ mình đi vào cái trail đó, nó cho cái đường nhỏ để đi bộ lên. Trời khá là mát nha cả nhà. Đây là Thamar Creek Overlook Trail, cái điểm để nhìn ra cái dãy núi Canyon. À, các bạn thấy dãy núi dài rồi nè. Ich kann eins sagen, das war die
đi thì phải đi rất căng thẳng nha bạn. Thiên nhiên hùng vĩ của nước Mỹ. Đang tuyệt vời. You guys want to take a picture? Oh, I think we're good. All right. So thank you. Thank you. You're welcome. They have another trail to go to the top of the mountain, right? I don't know. It's like, that's this right here? I don't know if there is anything that takes you up to the top. I don't know. We didn't read that part. All right, where? Sure. You want to go down that rock?
À, xin chào các bạn, đây là một số hình ảnh tại dãy núi Zion Canyon của tiểu bang Arizona. À, cảm ơn các bạn theo dõi. À, một cái vé có một xe là đi mà các bạn có thể khám phá đến 7 ngày các bạn. À, tuy nhiên là mình không có thời gian, hay là những cái điểm đó đi bộ đến 8 đến 10 mile các bạn. À, mà đi với gia đình đó nên không có thể đi được xa. Đây, các bạn cả nhà đã theo dõi. Các bạn, đây là buổi sáng thứ bảy và vị trí có mặt tại chỗ Lower Entertoss, là một trong những cái hang động mà núi đỏ bên trong rất là đẹp. Đến nữa rồi theo khám phá thì mình phải đặt cái vé là 90 đồng online và đặt trước một tuần các bạn. Lower Entertoss Canyon Tour. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái dòng Everlast, đi bộ khoảng 15 phút. Đây là nhiếp ảnh gia cơ Nguyễn. Đó, đỏ rồi. Wow, các bạn. Thôi đang chụp từ rồi đi làm chú lên nè. Đi làm chú lên đó. Quay đi, quay rồi, quay. Quay rồi, anh quay rồi, đi lên. Rất là đẹp. Trong một chuyến hành trình đó là đẹp. Quay lên, quay lên, đang quay, đang quay vòng lên, đang quay đi, lên đi trong lẻ chui ra không đã thế, ở ngoài này là ngoài này được chụp hình rồi, tha hồ quay phim chụp hình ở chỗ này được mà. À, tha hồ này đẹp nói. Ồ, hay ha. Phải đi đúng một vòng, chui lên đây, hồ đợi cho mọi người lên đi xong rồi.